Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với tựa game Làm Chủ Tiệm Net. Nhưng hôm nay tôi, ông chủ Phong Cận, đã có nhân viên mới là Sammy. À, chào chị. Chào chị đã đến với công ty tiệm net của tôi. Thì ngày hôm nay xin giới thiệu với chị, đây chính là game Làm Chủ Tiệm Net đó. Thì tôi nghe bảo là chị muốn vào đây để xin làm nhân viên hả? Dạ vâng, thì em xin vô đây để làm một cái chức vụ rất là quan trọng. Đó chính là canh gọi là tiệm net. Ok. Nói chung là tiệm net của tôi là mặc dù là không có nhiều tiền nhưng mà được cái là nghèo. Không ai thèm đến chơi đó. Nhưng mà nếu như bạn muốn làm nhân viên thì okay. Tôi sẽ tuyển bạn. Ok. Đậu rồi. Dễ vậy. Dạ, nhân viên đầu tiên. Rồi okay. Ok. Mời bạn vào game. Rồi bây giờ là nhiệm vụ đầu tiên là phải vô mở tiệm net đúng không? Không, hiện tại là chúng ta có tiệm net rồi bạn. Bây giờ bạn chỉ cần tới tiệm net của tôi để bạn làm việc thôi, hiểu không? Ok. Rồi. Quá dễ sếp ơi. Rồi, để tôi coi bạn nhân viên này làm ăn sao nè. Xuống tầng 1. Tiệm net của mình đó là bên dưới tầng 1, đúng rồi. Ủa sao bạn mới tới, bạn biết hay vậy? Trời ơi, mình có xem video mà bạn làm chủ á. Hay quá. Có nghĩa là Sam có xem video của Phong cho nên Sam biết là phải xuống tầng 1 là đến tiệm net của mình đúng không? Trời ơi. Rồi bây giờ trong cái khu phố này Phong đố Sam là tiệm net của Phong nằm ở chỗ nào nè. Trời ơi. Sam phải nếu mà Sam là nhân viên tốt thì Sam phải biết tiệm net của mình nằm ở đâu nè. Dễ lắm, giờ chạy đi nè, chạy đi luôn nè. Tôi cho Sam 10 giây để tìm ra. 10. Cái gì vậy? 9, 8, 7, chắc chưa? Chắc rồi, cái tiệm net. Ok. Nhân viên này coi bộ là có tìm hiểu về tiệm net của mình các bạn ạ. Bây giờ cái công việc đầu tiên của chị khi mà vào quán của tôi là phải bật điện lên. Bật điện hả? Kìa, chị thấy cái ổ điện không? Đó. Ổ điện đây. Bật cái điện lên, on lên cái. Đúng rồi. Sau đó là chạy, chạy. Sau lưng. Ôi, chạy. Giờ sao? Đi mua bình cứu hỏa. Lấy nhanh. Xịt vô. Nhanh. Đây. Trời ơi, may quá trời, cháy thùng PC. Tôi nói chị nghe nè, cái tiệm net của tôi là đồ nó cũ lắm, cho nên chị thông cảm nha. Tới đâu nó hay bị cháy gì á. Cháy dữ vậy, trời ơi. Tới đâu nó còn nổ đó mà. Sao chị, công ty tôi làm ăn an toàn đó chị. Gì vậy trời. Đó, rồi bây giờ chị khởi động máy tính lên đi. Rồi, ok, đây. Rồi, tôi đố chị nè, là khi mình làm chủ tiệm net á, thì nhiệm vụ của mình là phải làm gì? Thôi giờ để tôi làm cho nợ anh chứ. Thôi mệt quá, bây giờ mà tôi đuổi việc cô thì tôi cũng không lấy lại được tiền. Cho nên bây giờ là cô làm ơn cô bấm vô cái nút này nè. Đó, đây. Ở trên nè, nút đó. Đây. Rồi đó, là mở quán rồi đó, cho khách vô giùm tôi cái. Rồi. Rồi mấy chị. Có một vị khách đầu tiên nè. Khách vô ngồi nha. Rồi bây giờ là khách vô ngồi mình làm gì tiếp? Hai khách, trời ơi. Vô bấm khởi động máy lên. Ui. Ui vậy, cái gì vậy? Ủa sao vô không chơi game mình gì vậy? Sao từ lúc tôi thuê cô xong quán của tôi tàn gặp chuyện gì đâu không vậy? Ủa sao banh quán nổ rồi? Banh quán luôn rồi trời. Trời ơi. Cái này là cái gì đó? Thôi được rồi, bây giờ cái quán của mình nó banh xà bành như thế này rồi. Bây giờ có trách cô cũng không được. Cho nên là bây giờ cô dọn lại quán giúp tôi đi. Cô là nhân viên đúng không? Trời cô sắp xếp lại quán giúp tôi đi. Cái gì chứ, sắp xếp là chuyện của tôi. Đúng rồi đó, cô hãy sắp xếp mấy cái bàn này hiểu không? Sau đó mà mình để thùng PC vô hiểu không? Ok, rồi. Dễ hồn đó. Sao nữa? Lấy cái bàn vô. Rồi, xếp vô. Xếp vô. Thôi, nghe của tôi không á. Lấy cái thùng PC đúng không? Đó. Cái này là cái màn hình mà nội. Cái này là cái màn hình, không phải cái thùng PC nha. Lộn. Đúng rồi, xếp lên. Để giữa nha. Rồi. Hay quá. Để cái màn hình vậy là hết chỗ để bật. Ê! Anh chậm! Quên tay nhanh lên! Trời ơi! Sao bạn chậm hoài vậy? Sao bạn chậm vô quán của tôi? Sao từ nãy tôi để ý là từ lúc tôi thuê cô quán tôi bất ổn hơn luôn á cô? Đâu
rồi. À, xui rồi hả? Ok thôi rồi, cô xếp mấy cái thùng mì xì giúp tôi đi. Đói chưa? Rồi còn dạ, gì nữa? Cái dây chuột. Ừ, bỏ lên. Quá trời, đẹp chưa? Ủa mày đã khởi động được đâu? Có khởi động được đâu? Cô nhìn coi nó còn thiếu gì kìa. Ủa thì cái ghế, cái ghế. Đúng rồi, đúng rồi, phải có cái ghế. Đây, ủa sao kì? Không đâu có ghế à? Ủa mình chơi game phải có ghế chứ, chẳng lẽ mình đứng mình chơi. Yeah, à, okay. Đó bây giờ còn hai thùng còn lại cô xếp luôn cho tôi đi. Rồi, cho nó xong luôn. Tôi là một nhân viên gọi là chuyên nghiệp đó. Rồi xong. Sau 6 tiếng đồng hồ thì cuối cùng thì mất cô nữa. Sammy cũng đã xếp xong được ba cái thùng PC lên các bạn ạ. À, và mất một thùng PC rồi. Buồn thật sự, thôi không sao, bây giờ mình mở cửa cho khách vô nè. Đó, mở cửa đi. Ê sợ quá, đi đóng cửa lại được không? Đóng cửa sao khách vô? Ờ hả? Rồi, mở quán lên. Đó, rồi. Ok, xong. Bây giờ tôi nói cô thế này nha. Trong lúc chờ khách tới thì bây giờ tôi nghĩ là cô nên đi mua một cái cây gậy để lỡ mà khách quỵt tiền hay là gặp ăn trộm á mình có gậy mình đánh nó, hiểu Ê, không? Mình đóng cửa được không? Được, mình đóng cửa cũng được, mình đóng cửa đi. Rồi. Rồi ok. Ui. Ê. Gì vậy? Ủa sao bị con mang bắt rồi? Đừng có chạy, đừng có chạy, chạy là con mang tăng tiền lên đó. À ok. Trời. Ủa sao bây giờ tự nhiên bị công an phạt nữa vậy? Ủa trời ơi, tôi có làm gì đâu trời. Từ đó giờ tôi chưa bao giờ bị công an phạt luôn á. Sao bà mới vô bà bị công an phạt rồi? Chắc do tôi xinh đẹp quá nên là công an phạt. Rồi bây giờ là tôi chỉ cô nè, chạy xuống cuối đường nè. Rồi quẹo vô. Đó, có cái tiệm mày thấy không? Đó, chạy vô. Cái tiệm này là bán đầy đủ đồ hết. Vô mua cái cây gậy, để có gậy. Đó ok, 40 đô. Mua đi. Đắt vậy? Không đủ tiền mua luôn. Trời ơi, còn có 39 đô. Thiếu 1 đô. Thiếu 1 đô bạn ơi. Trời ơi, tiền đốt rồi, mình đi đi mua gậy đi. Ôi thôi thôi, mình mở tiệm đi cho một khách vô lấy 1 đô thôi là mình mua được cái gậy rồi. Ủa sao mình nghèo với người ta. Trời. Không, mới đầu tôi không nghèo đâu. Nhưng mà tôi bị trộm mất cái thùng PC từ lúc cô vô á, tôi nghèo rồi. A few moments later. Ây, từ nãy giờ để khách hoài không ai đi ngang, có mỗi một con chó đi ngang trong quán mình. Con chó vô chơi game được không? Chị ơi, chị vô chơi game chị. Ủa rồi, nó nằm trước nhà. Nó nằm trước quán mình, nó ngủ luôn. Ủa sao tôi vô tôi mở quán mà sao é vô tay ông mà mở quán có gì hết luôn. Ê quá, từ nãy giờ không có ai vô chơi net hết. Ủa, có đây. Ờ đây đây đây, có một chị vô nè. Mở liền cho chị luôn nè. Ok, cuối cùng cũng có tiền rồi, cuối cùng có tiền rồi. Đây, vô. Rồi, mình ra mình coi chị khách chị đang làm gì. Rồi, chị chơi gì? À, chắc chị ấy đang lướt Facebook. À, lướt Facebook, rồi lướt TikTok. Chị khách đang lướt TikTok á. Mình lại mình kêu chị ấy đăng ký cho kênh TikTok Sammy Đào đi. Chạy, chạy, chạy. Chạy lúc chơi vậy? Chạy nha. Chạy ơi, sao chạy lúc chơi vậy? Chạy thùng PC, chạy thùng PC. Lại gần hơn, lại gần hơn. Lại gần hơn, xịt. Lại gần. Lại gần vô. Thế rồi. Chưa còn, nó còn chạy, nó còn. Ủa con á. Rồi. Anh ơi, mệt quá xấu à. Tôi mới mệt nè, sao mà bà vô cái quán của tôi bất ổn quá vậy. Ai biết đâu, tôi không biết gì đâu rồi. Không sao được rồi, đó, bây giờ mình mở máy cho khách tiếp đi. Rồi mình ra mình trông khách nè, đừng để cho khách chạy nha. Ôi trời ơi, mừng quá bạn ơi. Nói chung là sáng giờ là mấy tiếng đồng hồ Sammy làm nhân viên của quán tôi thì cuối cùng cũng có hai người khách vào quán rồi. Mệt bây quá. Giờ mình đợi để mình lấy tiền thôi. À, một khách đứng chơi nè. Cái anh này đưa tiền cho em cái. Dạ rồi, anh cho em xin tiền quá nè. Ủa rồi. Đây đây, bấm e. Ok, 14 đô. Wow. Cảm ơn anh nha. Thì chưa. Rồi, cảm ơn anh. Thì chưa. À, cũng được 14 đô thì cũng vui vui rồi. Ok. Rồi, đến lượt chị đây nha, chị ơi nè. Chị trả tiền cho em nha. Cho em xin tiền chị ơi. Dạ, cảm ơn chị. 49 đô. Trời ơi. Bây giờ mình chạy đi mua cây gậy, đúng rồi. Ok. Mua cây gậy. Rồi đó, rồi đó, đem về. Giờ mình đem về nhà mình cất đi. Ủa có bác cam kìa, có bác cam kìa Sam. Đâu? Bác cam kìa. Đó. Ôi thương vậy hả? Cám chạy rồi, cám chạy rồi. Rồi rồi bây giờ mình vô ăn sáng đó nè. Đây xin giới thiệu cô, đây là chị chị ba bánh mì. Bánh mì. À, chị ấy bán bánh mì hot dog đó. Rồi. Một bánh mì là 10 đô. Đó, mình ăn hai cái đi cho nó no. Rồi. Ăn hai cái rồi ok, rồi. 20 đô. Ăn rồi đúng không? Ừ. Ôi. 20 đô đắt thế nha. Đắt thật sự. Rồi giờ mình sao? về quán đi. Chắc là bánh mì ngon. Rồi, mở máy lên. Tôi giờ tôi thành thạo. Ủa mở cho đây, thành thạo giờ làm gì tôi cũng làm được hết. Dạ. Yeah. Rồi. Bây giờ là quán của mình từ nãy giờ là khách vô cũng đông nè, cho nên đúng là rồi. Nó cũng hơi bẩn nè. Bây giờ cô lấy đồ lau nhà, cô quét dọn giùm tôi đây, đi. Đây. Đó, cái dấu chân á, cô lau giùm tôi cái đi. Đó, lau. Đó, bên này cũng có nè, lau luôn đi. Đó, đúng trời rồi. Ơi.
còn dấu chân nào không? Đó, lâu. Nét mà là đây gọi là nét 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 phong cần cũng phải sạch sẽ chứ bộ, nhìn vậy thôi chứ phải sạch sẽ. Rồi được rồi, bây giờ lấy cái bình xịt phòng xịt cho nó thơm. Xịt phòng á, xịt đâu? Cái bình xịt ở trên bàn đó, xịt trên bàn á. Đấy, nè. Rồi xịt cho nó thơm. Xịt bốn góc. Đúng rồi, ok rồi. Thơm rồi đó. Đấy, bây giờ cô Sammy tôi nói cô nghe nè. Cô ngồi vô bàn máy tính cho tôi. Cô ngồi bàn máy tính tôi. Hồi nãy là cô đã làm mất một cái thùng PC của tôi. Bị gì ăn trộm, vô ăn trộm mất. Cô nhớ không? Cho nên giờ cô phải mua tôi cái thùng PC khác. Đấy, ở trong đây là có bán thùng PC nè đó. Cái đầu tiên đó cô bấm vô đây, thấy không? Cái thùng PC cùi bắp của tôi hồi nãy là 145 đô. Bây giờ là cô phải làm sao cô kiếm được tiền cô mua 145 đô cô mua cái thùng PC mới cho tôi. Ok, hiểu luôn. Ôi khách tới. Nếu mà cô mua không được tôi sẽ trừ vào lương của cô hiểu chưa? Trời nghe sỏi vậy. Tôi biết rồi. Đây, khách nè, vô nè nè. Tôi sẽ làm, tôi kiếm tiền, tôi trả cho rồi. Anh đùa gì? Rồi đó, ok rồi. Bây giờ quán của mình vắng quá, mình ra ngoài trước cửa mình đứng mình nhảy đi. Khách vô nhiều phải không? Rồi, bây giờ cô quẩy theo tôi nha. Vô nè. À, 1 2 Xoay. Men vào trên nét đi. Ở, vô kìa vô thấy không? Nhảy đi, có người vô chơi vậy nè. Ghê không, ghê không? Nhảy xíu. Ê, chị trả tiền kìa. Lại, nhanh rồi. Ok, 19 đô. Mở máy cho anh khách đi. Đó, được 61 đô nè. Cũng gần đủ tiền mua thùng PC mới rồi. Đúng mà, tôi bảo rồi. Ok. Đó, khách vô nữa kìa. Ôi, trời ơi, cái nhảy ra nhảy là có khách gì hay vậy? Ghê không? Trời ơi. Ảo này mà, quan trọng là mình phải tạo gì đó đặc biệt đúng không? Ta thấy mình nhảy đẹp, ta vô quán rồi đó. Ok, đi ra nhảy tiếp, từ tôi nghi ngờ có trộn quá ta. Ui, chị này, chị trả tiền nè, lấy đi. Okay. 2 đô gì, ít quá vậy. Trời ơi, vô, đây cầm gầy cho chắc mạng ơi. Đó, tôi nghi có ăn trộn hay quá, rồi. Ê, cái ông màu xanh dương thấy không? Đâu? Cái ông xanh dương là cái ông đặt bơm kìa thấy không? Lại đánh ổng. Đánh luôn hả? Đúng rồi, đánh không thôi, tí nữa ổng vô quán mình, ổng đặt bơm tiếp đó. Nè. Đúng rồi, hay đó, vậy đó, xong. Rồi, nhảy. Bây giờ mình nhảy tiếp cho khách vô. Sao tôi nhảy là có khách vô, đãi hả? Ghê không? Nhảy phát là có khách vô liền. Đó, rồi. Trời ơi, thích quá vậy. Vô, mình mở máy cho khách đi. Rồi, cứ mình cứ gần giơ tay một phát là có khách mấy bạn ơi. Chắc là do là Sammy mới làm, cho nên là mới đầu á là Sammy báo quán hơi nhiều. Nhưng mà giờ tôi thấy có vẻ ok nè các bạn. Một đô, cái gì vậy? Được khá nhiều tiền nè. Nhiều đô đây? Nhiều đô. Ủa nó không hiện hả ta? Ủa sao không hiện vậy? Lúa. Ủa từ. Đánh. Vô đây nè. Ui ok, có khách. Rồi ok. Chuyên nghiệp. Ủa hai người luôn. Dạ, có hai vị khách mới vào. Trời ok ơi, ngon. Giàu quá. Được nhiêu tiền ở đây? Được 113 đô nè. Ui sắp rồi. Sắp đủ tiền mua thêm thùng PC rồi. Một người thôi là tôi có thể gọi là trả nợ cho ông. Ui. Bây giờ ui có ai hút thuốc lá người ta quăng kìa. Bây giờ mình phải dọn dẹp đi. Dọn. Dọn sạch sẽ đi. Dọn là lâu nè. Lau dấu chân đổ kiểu đi đó cho quán sạch sẽ hiểu không? Ui sao có chai bia đây nó vậy? Rồi lau. Quán của mình phải sạch thì người ta mới chịu vô, người ta chơi game hiểu không? Đúng rồi, đây. Đây, một chị khách trả tiền 19 nữa. 19 đô. Đủ rồi đúng không? Đó, bấm tab lên để xem mình được bao nhiêu rồi, 132 đô rồi. Sắp thiếu. Còn thiếu 20 đô nữa. Rồi ok. Vậy Sam, tự nhiên mà đứng ở trước cửa bà cầm cây gậy vậy, ai dám vô tiệm net của mình nữa? Có ăn trộm vô rồi không? Trời ơi, ăn trộm thì khi nào ăn trộm vô thì mình đánh nó hiểu không? Bây giờ mình phải để cây gậy trên bàn đi, mình đứng mình nhảy cho khách vô. Okay. Hồi nãy sao không nhớ, mình nhảy xíu là khách vô liền thấy không? Ok. Rồi, ông với tôi nhảy nè. Nhảy đi, nhảy. Đó, vô thiệt. Nhảy kìa, đuổi theo. Lụm cây gậy. Đâu rồi, đó. Coi chừng, quýnh chúng người khác nha, quýnh. Đấy, tôi đây. Trả tiền đây, 44 đô. Ôi, quýnh tiền quá trời. Ê, mở máy cho anh này, mở máy cho anh này nhanh lên. Anh ơi. Mở máy, rồi, ok. Rồi. Bây giờ là đủ tiền rồi nè. Đủ tiền. Bây giờ mình lên mua thùng PC đi. Trộm gì nguy hiểm vậy? Không sao đâu, mình lên, mình mua thùng PC đi, nhanh lên. Kêu bộ này nguy hiểm vậy? Ông nào nguy hiểm à, cái ông xanh nè. Ừ, đúng, quýnh. Quýnh đi, nguy hiểm lắm, mấy ông này nguy hiểm lắm, quýnh đi. Đi đâu? Đi ra chỗ khác, né của quán. Không trả tiền nè. Quýnh. Không trả tiền nè. Không trả tiền nè, quýnh sao? Quýnh. Không trả tiền. Ê, ông né kìa. Quýnh. Không trả tiền nè. Rồi ok quá. Mình lên mình nè. Ê, đừng đóng cửa được. Sao vậy? Đóng cửa là khách không vô nữa. Đừng đóng cửa. Tôi đâu biết đâu, tôi sợ. Rồi bây giờ lên mua thùng PC mới đi. Đó, 145 đô, mua đi. Rồi, bấm vô giỏ hàng. Rồi. Mua một thùng nữa ba, mua gì bốn thùng gì. Rồi bấm xuống đây. Đó, okay. Xong.
Yeah, thế là Sammy đã trả nợ thành công. Rồi, ok. Rồi, bây giờ đi ra ngoài đứng đợi anh shipper. À, hình như cũng tối đó, mình đang đói bụng á Sam. Mình đi kiếm gì đó ăn đi, nhanh lên thôi, tí nữa đói á. Tí nữa mình đói ngất xỉu á. Mua gì ăn đi. Rồi, xong. Rồi, xong rồi đó, xong rồi đó. Ê, hình như anh shipper tới kìa, anh shipper tới rồi. Shipper tới rồi, anh shipper tới rồi. Đâu? Sau lưng, bên trong hẻm. Đó, anh shipper cưỡi lạc đà thấy không? Vậy? Anh shipper cưỡi lạc đà tới. À. Ghê chưa? Đến thật sự. Cái này á là người ta ở bên nước mình là có Shopee đúng không? Nước người ta là có Shopee. Gì vậy trời? Rồi, đặt thùng BGC vô nè. À. Đó. Xong. Ủa khoan từ, ủa sao còn thiếu vậy? Ê, xỉu rồi. Ơi, sao mà ngất xỉu hoài ta? Ai biết đâu, khó quá. Sao, từ từ, coi cái thùng kia sẽ không mở lên nè. Nó còn thiếu bàn phím với con chuột. Trời ơi. Ủa, bàn phím với con chuột. À, đây, bàn phím không hiểu đâu. Đâu, ở đây, bàn phím nè, lụm. Phòng phím không? Phải, bàn phím đó. Không nhặt được. Bàn chuột, lắp chuột vô. Rồi, con chuột nè, còn thiếu bàn phím con chuột nè. Để cho con chuột vô, rồi, ok, lụm bàn phím lên. Cái bàn phím nó dính cái dấu chân ai đạp lên rồi. Lâu. Phải lau đi rồi mới lượm được đó. Ok. Ok. Rồi, lượm. Lượm. Rồi, lắp vô. Lắp vô. Rồi. Cô nhìn cô lắp cái bàn phím nhìn tích thật sự. Lắp ai lại lắp dưới đây? Lắp thì phải để ngang chứ. Đói không? Rớt vậy không? Đói không? Không, để vậy nó vui mà. Có ai chơi vô đánh như vậy nè. Đâu lắp. Chơi cho đi xin. Sao? Nói chung là hôm nay là Sammy là tôi thấy là làm việc trả nợ thành công rồi đó. Coi như là quán của chúng ta mặc dù là không phát triển được hơn tí nào hết, nó còn hoang tàn banh chành hơn nữa. Nhưng mà nó không bị mất gì là may rồi. Mất thùng PC đó. Đáng lẽ là bây giờ có thêm thùng PC mới nữa rồi. Mà do bà cho nên tôi phải mất thùng PC đó thấy không. Thôi rồi, nói chung là ngày hôm nay là nhân viên bất ổn của tôi đã. Ông đánh giá tôi bao điểm? Ông đánh giá của nhân viên. Bạn nhân viên có Sammy tâm. Tiệm nét bất ổn này tôi đánh giá là 3 điểm nha mày. 3 điểm nha. Trời ơi, 5 điểm đi. Cho 5 điểm à. Mình đi. À, cho chúng mình ơi, cho 5 điểm nha bạn nha. Ơi. Rồi. Mấy bạn có muốn mình tiếp tục chơi game tiệm nét bất ổn cùng với bạn nhân viên bất ổn này nữa hay không thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới tôi biết nha. Chứ tôi mệt lắm luôn rồi. Sáng giờ nè. Cháy tiệm nè, ăn trộm nè, bị công an phạt nè, bị nổ bom nè, rồi bị đánh nữa, bị quỵt tiền nữa trời ơi. Tính ra cái gì xảy ra trong cái... Ăn trộm, quýnh, lấm cái cây, quýnh đi nha, ăn trộm nè, thấy chưa, có tâm biết. Thôi, tăng lương nha. Để ông làm sao vậy? Ông này hả? Quỵt đó. Ông quỵt tiền đó. Ok. Quỵt tiền nè! Quỵt! Ông đánh mình quá nè. Quỵt tiền nè. Uống đá quá nha. Ui, đâu. Quỳnh tiền nè. Rồi, ok, xong rồi đó. Rồi, ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp các bạn ở những video lần sau. Mấy bạn có vote đuổi việc nhân viên này hay không? Nhớ comment cho tôi biết nha. Quỳnh tiền. Quỳnh tiền. Rồi, ok, xong. Hello team, hello.